Chào tất cả các bạn nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại một cái dòng sông đầy ma ám ngày hôm nay các bạn nhỉ. Thì các bạn đang xem đây là một cái dòng sông rất là sâu luôn. Ở đây nó là một cái vực. Thực ra thì ở đây dòng sông này mới trên là một cái vực đá đó các bạn. Ở dưới đây nó rất là nhiều đá luôn. Thì ở đây có rất là nhiều cái câu chuyện tâm linh bí ẩn ở những cái dòng sông này. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là trời vẫn chưa tối các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái nghi lễ triệu hồi ma quỷ tại cái khu vực dòng sông này các bạn này. Các bạn biết rằng là thì bây giờ bầu trời thì cũng sắp tối rồi. Hôm nay là rằm đó các bạn. Đây các bạn thấy mặt trăng chưa? Bây giờ hơn 6 giờ tối rồi nhưng mà vẫn chưa tối các bạn nhé. Mình cứ chờ tối hẳn thì mình bắt đầu mới thực hiện cái video gọi hồn này. Thì bây giờ là cũng bắt đầu tối rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện một cái trận đồ bắt quái để triệu hồi quân quỷ ở dưới dòng sông các bạn nhé. Thì ở trước mặt các bạn đang xem kia là một cái dòng sông các bạn này. Thì bây giờ cũng đã tối rồi, phải tầm 7 đến 8 giờ đêm các bạn ạ. Các bạn biết mặt trời đã lặn rồi, bây giờ mặt trăng, chỉ còn mặt trăng các bạn nhé. Thì hiện tại đây mình đã chuẩn bị những trận đồ ở đây rồi. Bây giờ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết được cái trận đồ của mình nhé. Mình đã chuẩn bị đây. Bây giờ tối rồi là chuẩn bị là nó sẽ bước vào thế giới ma trận của mình. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị có một cái hình con quỷ các bạn nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị những cái lá bùa ở bên trong. Và cái mục đích của mình là mình sẽ triệu hồi nó sẽ đi vào cái vùng này. Thì nó sẽ bị bắt các bạn nhé. Thì không biết là nó xảy ra hiện tượng gì nhưng mà nếu có hiện tượng thì nó sẽ phản ứng như cái vị trí này. Cái đây là một cái nghi thức triệu hồi rất là nguy hiểm các bạn. Đây các bạn đang xem, ở cái dọc đây là cái bờ sông. Các bạn xem nhé, bờ sông này. Đó, bờ sông rất là ghê luôn. Có mọi người nhé. Ở phía ngoài kia, đây rất là... Đây là mặt trăng các bạn. Bây giờ mình sẽ triệu hồi những quân quỷ ở dưới dòng sông này. Con quỷ này rất là rùng mình luôn. Người ta nói rằng là cứ hàng đêm này thì ở dọc bờ sông này có rất là nhiều những cái vong linh hồn chết ở những cái khu vực sông này. Và đặc biệt ở đây có một con quỷ rất là hung dữ luôn. Nó thường bắt những cái vong linh trẻ em để nó dìm xuống bờ sông các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt nó các bạn nhé. Nó rất là ghê luôn mọi người này. Bây giờ mình sẽ yếm bùa nó để chờ đợi xem con nó có bị mắc lừa mình không các bạn nhé. Bạn bây giờ mình sẽ yếm bùa nó nhé. Ok mọi người nhá. Thì mình đã chuẩn bị thêm một số cái đồ đạc các bạn này. Con quỷ này nó rất là khôn luôn. Mình đã sử dụng tới một con dao, thanh dao ở đây các bạn nhé. Thế thì đề phòng trong trường hợp này nó sẽ bắt cái linh hồn của mình. Vì nó gật đi gần một cái bờ sông các bạn nhé. Mà rất là nguy hiểm luôn. Cái nghi lễ này đúng ra là phải có 2 đến 3 người thì nó mới có thể triệu hồi được nó. Thì bây giờ mình sẽ để nó ở đây để mình đi tìm thêm một vài người nữa để ra đây để cùng hợp tác cùng với mình để triệu hồi con quỷ này các bạn nhé. Hy vọng rằng hôm nay mình sẽ đón nhận được nó các bạn nhé. Nó rất là ghê luôn. Thực sự nãy giờ đấy là nó rất là ghê, tức là cảm giác mình chưa thấy một cái gì đấy nhưng mà thực sự nó rất là ghê rợn luôn các bạn biết đấy. Thế này mặt trăng này đó, đêm nó sáng trăng rồi mà con quỷ này nó chỉ ăn vào những cái ngày rằm là có thể bắt được nó. Nhưng mà nếu những ngày khác thì chúng ta phải cần một cái thời gian. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị thêm người để chuẩn bị một cái cầu cơ gọi nghi lễ
quỷ mà chuyên bắt vong, bắt những linh hồn yếu ở như khu vực dòng sông này các bạn nhé. Đối với những cái nghi lễ triệu hồi của quân quỷ này nhá, các bạn biết đấy, thì cái dòng sông này rất là nguy hiểm luôn. Thì mình được biết rằng là mình đã làm một cái quẻ ở đây, thì nó nói rằng là nó phải hắn rất thích những người nữ các bạn nhé. Thì ở đây và một người nam, tức là gồm phải được phải gồm cần ít nhất là phải 4 người các bạn ạ. Thì mình đã sử dụng những thành viên của mình để ra đây các bạn nhé. Đây bây giờ mình đã tập hợp rồi. Ở đây mọi người đây, mọi người qua đây để ta tập hợp nhá. Nào nào, quay đây nào. Bây giờ nhá. Các bạn đây nhá, đây là mình đã triệu hợp được những thành viên để tham gia vào cái nghi lễ này. Ở đây các bạn nhá, thì đây là những đồng nữ các bạn nhá, còn mình là đồng nam, nó cần 4 người, 3 nam, 3 nữ và 1 nam. Bây giờ các cháu vào đây. Đây, chúng ta sẽ để tay vào đây để thực hiện cái trò này. Khá là nguy hiểm. Chúng ta phải để chồng lên nhau nhá và thật là tập trung nhá. Mọi người phải thật tập trung nhá. Bây giờ mọi người sẽ không được nghỉ đấy, chúng ta sẽ nhắm mắt lại nhá. Nào nhắm mắt lại nào. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tập trung. Ôi trời, tay ra cái rung này. Cẩn thận nào. Không đâu rung nhá. Tập trung nhá. Tập trung. Để cái nguồn năng lượng nó có thể đi vào. Phải tập trung cao độ nhá, không được nghĩ một cái gì nhá. À, vẫn đang tiếp tục. Hiện tượng rồi, rất là tập trung nhá. Cái gì ạ? Nó vào đấy. Rồi nhá, mấy người chúng ta sẽ đi tập trung lại kia, coi nó ra cái cần cái ra cơ dầm dừa bờ sông nó như thế nào nhá. Bây giờ đi nhanh, tập trung, đi cùng với nhau nhá, không không được nó rồi nhá. Cẩn thận nhá. Không có gì không? Cảm giác ghê lên. Kiểu cảm giác rất lạnh lạnh. Ui cái gì ạ? Cái gì ạ? Nhanh, đừng đâu mà muốn đi qua. Nhanh, ra xa. Cái gì? Hả? Chăng. Chăng, vào chỗ cũ đi. Nhanh lên. Đừng chăng, từ từ, tập trung. Ui, cái gì đây? Sao lại có gì đôi đỏ ở đây nhỉ? Ui, cái gì? Đây là con gì chết, đỏ thế? Cẩn thận, cái gì đây? Này có thấy đâu? Ui, trời ơi mọi người, trời, chạy thôi. Tập trung. Từ từ, chờ tí nhá. Các cháu ngồi xuống. Nhanh lên, ngồi xuống. Các cháu ngồi xuống, chuẩn bị nhá. Để chú làm bồ thì rất là nguy hiểm này. Cẩn thận nhá. Đây. Ôi được rồi. Ui. Mọi người ơi, bọn em chạy hết rồi. Mọi người ơi. Rất là ghê luôn mọi người nhá. Mọi người ghê luôn. Nó hiện rồi. Nó chạy hết rồi. Mọi người ơi, chạy hết rồi nhá. Bây giờ rất là nguy hiểm mọi người ơi. Con quỷ này rất là ghê luôn, mình sẽ đốt hết những cái bùa này. Để lên phá bùa này. Nó là, úi dồi, cái máu đi. Mọi người ơi, rất là ghê luôn. Đốt thì chất yếm luôn các bạn người nhá. Đồ này là bùa, bạn là mấy đứa chỉ nó sợ nó phải chạy hết rồi bạn người.
Bây giờ có một mình ở lại thôi. Tốt hết nhá. Chào các bạn nhá. Chào con lá con quý này. Không biết nó rồi đâu. Mình đã thu phục được nó chưa nhưng mà chưa biết. Mình phải dọn đồ. Các bạn này, phải nhanh chóng các bạn này. Quần quần rất là ghê luôn. Đốt luôn. Mình đốt luôn luôn nhá. Thì không biết là nó như thế nào các bạn ơi. Con quý này rất biến hóa rất khôn lường. Giờ mình đã toát hết mồ hôi rồi. Mình đã ghim nó vào con dao này rồi. Hy vọng rằng là mình sẽ xử nó trong những tập video sau các bạn nhé. Chào ghê luôn. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.